Lê Thắng mến chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức trên kênh Lido Sài Gòn Trong chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây Người Ukraine trở về ở những nơi lính Nga rút đi Quân Nga nhảy khỏi xe tăng trước khi nó đâm vào một cái cây trong cuộc rút lui dụng nhã ở Ukraine Cờ Ukraine được kéo lên ở các khu vực gần với biên giới Nga Hơn 53.000 người lính thiệt mạng Nga tạm hoãn việc gửi quân tiếp viện tới Ukraine Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết Người Ukraine trở về ở những nơi lính Nga rút đi Kính thưa quý vị khán giả của Lido Sài Gòn Ukraine hôm 2 tháng 9 thông báo lực lượng nước này tiếp tục tiến sâu hơn vào các vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ Nhiều người không giấu nổi được niềm vui khi được quay trở về nhà Giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu, Rosa, 76 tuổi, sống ở một ngôi làng Sulichi, phía bắc của Kharkiv, và cách biên giới Nga 18 km đã khóc khi mô tả về những tháng ngày trong hầm trú ẩn. Nhiều người đang khóc, mọi người đang đương nhiên là vui mừng, làm sao mà không vui mừng cho được. Nastia, 28 tuổi, rồi làng hồi tháng 4, nhưng khi quay trở lại vào tuần trước, sau khi nghe được tin tức về những bước tiến mới của quân Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã tái kiểm soát hơn 20 thị trấn và làng mạc chỉ trong một ngày qua. Bộ cho biết thêm quân đội để lùi hướng tiến công của đối phương ở hai khu vực quan trọng vùng Donetsk, thành phố Bekmus và Maros, gần với thị trấn sản xuất thành Holika. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố cho biết rằng Ukraine đã giành lại được 6.000 km vuông kể từ đầu tháng, gấp đôi con số đưa ra chỉ một ngày trước đó, Roster đã đưa tin. Thưa quý vị, cuộc phản công mới về phía đông qua khu vực Kakit bắt đầu vào những ngày cuối tháng 8 và lúc đầu tập trung vào khu vực Kherson ở phía nam Ukraine. Tuy nhiên, ngay khi Moscow chuyển hướng lực lượng ở đây, Ukraine đã thực hiện được một cuộc tấn công khác với hiệu quả cao hơn ở miền Đông Bắc gần với Kakit, theo như AP. Cùng ngày 12 tháng 9, thì người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được báo cáo về tình hình của cuộc xâm lược, bao gồm cả việc quân Nga tái tập hợp. Ông Besko khẳng định rằng, Tổng thống nhận liên lạc liên tục thậm chí là suốt ngày suốt đêm từ Bộ trưởng Quốc phòng và tất cả chỉ huy quân sự. Người phát ngôn của Điện Kremlin đã nhấn mạnh hoạt động quân sự đặc biệt vẫn và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Hôm ngày 10 tháng 9, thì người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đóng tại Balaskia, vùng Izum, đã được tập hợp lại và tái triển khai tới Donetsk, miền đông Ukraine. Theo như ông Igor Konashenko, hoạt động điều hướng và tái bố trí nhóm quân Izum Balasdika sang phía bên Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã thực hiện trong 3 ngày vừa qua. Một thông tin tiếp theo, quân Nga nhảy khỏi xe tăng trước khi nó đâm vào một cái cây trong cuộc rút lui nhục nhã ở Ukraine. Thưa quý vị, có thể nói rằng là đây là một trong những khoảnh khắc kinh hoàng khi mà quân đội Nga nhảy khỏi một chiếc xe tăng đang chạy rất nhanh trước khi nó đâm vào một cái cây trong một cuộc rút lui nhục nhã ở Ukraine. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy nhiều binh sĩ của Điện Kremlin nhảy khỏi chiếc xe tăng đang phóng nhanh ra khỏi khu vực Kharkiv khi mà Ukraine tiếp tục cuộc tiến công sâu hơn đến 30 dặm vào các khu vực bị Nga chiếm đóng. Một khoảnh khắc sau khi quân đội của Putin nhảy khỏi chiếc xe tăng đang bỏ trốn, người ta thấy rằng là lạng qua lạng lại ngoan ngoèo ở trên đường. Và chiếc xe tăng cuối cùng cũng dừng lại bằng cách đâm vào một cái cây làm văng xuống đất những người lính còn lại trên chiếc xe tăng. Các lực lượng vũ trang của Ukraine, những người phát hành đoạn phim dường như là chế nạo người Nga và lời thề của họ, chúng tôi không rời bỏ người dân của mình. Có thể nói, biến cố này xảy ra sau khi các báo cáo rằng lực lượng Putin đã bị tổn thất nghiêm trọng ở Kyrgyz là điều có khả năng xoay chuyển cục diện của cuộc chiến hiện nay. Thưa quý vị, các binh sĩ Nga được tường trình là đã dương ngọn cờ trắng khi họ chạy trốn cuộc tiến công chết nhoáng của Ukraine nhằm giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn. Cuộc tấn công đã phá hủy các phòng tuyến của Điện Kremlin và cho phép binh sĩ Ukraine chiếm lại 30 thị trấn ở một phần quan trọng của đất nước họ. Nó cho phép các anh hùng của Tổng thống Zelensky tiến xa cách cây kích 30 dặm về phía nam. Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trong một đoạn video, quân đội các đơn vị tình báo về các cơ quan an ninh của chúng ta đang tiến hành các cuộc giao tranh tích cực trong một số khu vực hoạt động. Họ đang làm rất tốt và thành công. Chúng ta đang nắm dần quyền kiểm soát của các khu định cư mới. Chúng tôi đang trả lại lá cờ Ukraine và sự bảo vệ cho công dân của chúng ta ở khắp mọi nơi. Trong nỗi nhục nhã lớn đối với ông Putin, Bộ Quốc phòng của Nga thừa nhận rằng quân đội của họ đã buộc phải rút lui khỏi thành phố trọng điểm Izium khi mà đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội. Vào tối thứ Bảy, Nga cho biết rằng quân đội đã tập hợp lại từ các khu vực Belakia và Izium và sẽ được gửi đến để tăng cường các hoạt động ở những nơi khác. Còn thành phố này là một pháo đài lớn của Nga ở khu vực đông bắc Ukraine và sự thất thủ của nó có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến. Đã có những báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng quân đội của họ đã tái chiếm Izium. Quân đội Ukraine cũng đã chiếm được thành phố Kubiansk xa hơn về khu vực phía bắc là trung tâm đường sắt duy nhất cung cấp cho an toàn và toàn bộ chiến tuyến của Nga qua phía đông bắc của đất nước. Vào sáng thứ bảy, các quan chức Ukraine đăng ảnh quân đội của họ dương cao lá cờ xanh và vàng của đất nước trước tòa thị chính ở Kubiansk vào lúc rạng sáng. Quân đội của Tổng thống Zelensky thì cũng đã chiếm lại hàng chục thị trấn và làng mạc do Nga nắm giữ trong nhiều tháng qua kể từ khi cuộc phản công dữ dội vào đôi tuần qua. Các quan chức địa phương cho biết cờ Ukraine được kéo lên ở các khu vực gần với biên giới Nga. Thưa quý vị, các quan chức địa phương ở khu vực Kharkiv cho biết rằng lá cờ của Ukraine được kéo lên tại các khu định cư gần với biên giới Nga trong khi khẳng định quân Nga đang tiếp tục rút lui một cách hối hả trong khu vực. Oleksandr Kulis, một quan chức ở vùng Dahachi, phía đông bắc thành phố Kharkiv, nói rằng lá cờ Ukraine đã được người dân địa phương ở thị trấn Kokacha Lopan kéo lên. Kokacha Lopan đã bị người dân Nga chiếm đóng từ hồi tháng 3 và là một trung tâm hành chính cho chính quyền chiếm đóng. Nó cách biên giới Nga 5 km và đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc xung đột Thưa quý vị, video trên mạng xã hội do Hội đồng thành phố Dahachi cung cấp cũng cho thấy cư dân của một khu định cư khác, Turaka, đang dương cao một lá cờ Ukraine ở đó. Tokarika cũng đã gần với biên giới Nga. Thưa quý vị, Vistoria Kolodoka, người đứng đầu huyện Tarakika, cho biết rằng hôm Chủ nhật, ngôi làng này thì cũng đã được giải phóng sáng nay. Mọi người nghe thấy những tiếng gầm rú của các khí tài quân sự của Nga người Nga bắt đầu tập trung vào buổi sáng và bỏ chạy. Kolodoka nói với CNN qua điện thoại rằng người Nga đã bỏ lại rất nhiều đạn dược. Cô ấy cũng nói về những tháng năm bị chiếm đóng mà cô ấy mô tả rằng là rất đáng sợ. Cô cho biết quân chiếm đóng là từ lực lượng dân quân của nhân dân Luhansk, những người mà cô nói đã cư xử như những tên xã hội đen. Họ tìm kiếm những người đã từng hoạt động trong các lĩnh vực an ninh, bắt giữ, tịch thu điện thoại của lục soát nhà cửa. Cô cáo buộc rằng họ đã đánh đập và đe dọa cư dân địa phương. Họ đưa mọi người xuống tầng hầm của trường học, đánh đập, cho điện giật, bắt họ cung cấp những thông tin về những người làm việc của các cơ quan nhà nước Ukraine. Họ bắt người dân đào các huyệt mộ như thể họ sắp chôn sống họ để khủng bố tinh thần người dân. Nhưng họ không giết ai cả, cô nói với CNN. Có những người còn lại ở Tokarika đang rất, rất chờ đợi quân đội của chúng ta, cô nói. Mọi người thật sự cần sự giúp đỡ, có 10 bà già đã bị giết, có những người đã bị tiểu đường, hen suyễn, thuốc là rất cần thiết. Hơn 53.000 người lính thiệt mạng, Nga tạm hoãn gửi quân tiếp viện tới Ukraine. Thưa quý vị, sau chiến bại quân sự đáng kể, các báo cáo mới cho thấy Nga đã tạm ngừng kế hoạch thêm quân về các đơn vị đến Ukraine. Theo như báo cáo đến từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong một bài đăng chính thức ở trên Facebook hôm thứ Hai, bài đăng cho biết với lý do của việc Nga tạm dừng do sự gia tăng thương vong của binh lính Nga và số lượng lớn các tình nguyện viên đã từ chối phục vụ. Bài đăng trên Facebook cho hay, Bộ Chỉ huy quân sự Liên bang Nga ngừng gửi các đơn vị mới đã được thành lập đến lãnh thổ của Ukraine Tình quyền hiện tại trong quân đội và sự mất lòng tin và chỉ huy hàng đầu đã buộc một số lượng lớn tình nguyện viên đã từ bỏ chuyển vọng phục vụ chiến đấu tình hình nói trên bị ảnh hưởng bởi thông tin về những con số thương vong thực tế, không bao gồm những tổn thức mà các công ty quân sự tư nhân và được huy động từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Tình hình thì ngày càng trở nên tồi tệ vì thái độ chung đối với những người bị thương của đất nước họ. Đặc biệt là tại các bệnh viện Nga các chuẩn đoán và những chấn thương đều bị làm nhẹ đi một cách có đáng chú ý. Không có thời gian phục hồi với mục đích để đưa những binh sĩ trở lại khu vực chiến đấu một cách nhanh chóng hơn. Theo như Ukraine Prada, các lực lượng của đất nước này đã tiêu diệt khoảng 300 binh sĩ Nga trong ngày vừa qua, hạ máy bay và phá hủy một máy bay không người lái. Tổng số thương vong cho Nga hiện là 53.000 người, theo như báo cáo của Hãng tin. Báo cáo từ quân đội Ukraine đưa ra sau một cuộc phản công lớn ở khu vực Đông Bắc Khakit đánh bật lính nga khỏi một số khu vực chiến lược quan trọng. Các binh sĩ của nga được cho là đã báo chạy nhanh chóng khỏi các khu vực này và để lại rất nhiều những thiết bị quân sự. Các lực lượng nga đã gửi thêm binh sĩ về khu vực phía nam để đối phó với những cuộc tấn công ở miền nam cơ sở, nhưng điều này là khiến các tuyến phòng thủ của họ ở Kakhit yếu đi và nhanh chóng tan vỡ trước sự tấn công bất ngờ của Ukraine. Trong một bài phát biểu hôm thứ Hai 12 tháng 9, Tổng thống Zelensky tuyên bố các lực lượng Ukraine đã phản công mạnh mẽ và giành lại được 6.000 km vuông lãnh thổ do Nga chiếm giữ. Các chuyên gia quân sự nhận định con số này tương đương với khoảng 10% diện tích do Nga kiểm soát kể từ khi chiến dịch đặc biệt bắt đầu. Trước đó, thì chỉ huy trưởng Ukraine, tướng Valery Cheruni hôm ngày 11 tháng 9 cho biết quân đội của ông đã giành lại được 3.000 km vuông lãnh thổ bị chiếm đóng trong tháng này. CNN đã đưa tin. Con số 3.000 km vuông được cho là nhiều hơn cả phần lãnh thổ của Nga đã kiểm soát được tại Ukraine kể từ hồi tháng 4. Theo như Guardian dẫn lời ông Roman Semenyukha, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Kharkiv cho hay, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 40 khu dân cư ở tỉnh này trong chiến dịch phản công chớp nhoáng những ngày vừa qua. Áp lực của lực lượng Ukraine hiện đang kiểm soát tại những ngôi làng tại khu vực xung quanh Kubian và Izium, hai thành phố thuộc tỉnh Kharkiv mà lực lượng của Nga đã rút khỏi vào cuối tuần qua khi mà các đơn vị Ukraine tiến đến. Hai thành phố này đã từng đóng một vai trò trung tâm trong chiến dịch của Tổng thống Putin nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và Luhansk. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi đến từ tất cả quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại!